Tháng 12 năm 2015, một vụ tai nạn gây chấn động người dân ở Kon Tum. Ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tumorong đã lái xe công vụ biển kiểm soát 82A00084 từ huyện Tumorong về Kon Tum trong tình trạng say xỉn và liên tiếp gây ra 4 vụ tai nạn giao thông liên hoàn, làm 6 người bị thương, trong đó người nặng nhất tỷ lệ thương tật lên tới 43%. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Hùng về hành vi vi phạm quy định điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Từ chỗ đi khởi tố người khác, giờ đây ông Hùng đã rơi vào vị trí người bị khởi tố chỉ vì cầm lái sau khi đã quá chén. Còn đây là hiện trạng phổ biến tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức những ngày Tết. 6 bệnh nhân nhập viện cùng một lúc do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Các bác sĩ quá tải vì con số tai nạn vào viện cao gấp đôi ngày thường. Nặng nhất là cái chấn thương sọ não, chảy máu lan tỏa toàn bộ. Chảy máu tôi gọi tình trạng thứ nhất là dập não, thứ hai là chảy máu khoang dưới nhện, cực kỳ nặng. Và biểu hiện là bệnh nhân hôn mê rất là sâu. Trường hợp này nguy cơ tử vong rất là cao. 85% những ca chấn thương nặng do sử dụng rượu bia từ các vùng nông thôn chuyển về. Nhiều trường hợp, nạn nhân khi đưa vào viện vẫn trong tình trạng say rượu và trước đó là tự ngã. Bất cứ nơi nào cũng thấy có rượu thôi, cũng là tục lệ địa phương. Cuối năm là hay đi tảo mộ, đi chập mả, với cả liên hoan tới đến cuối năm xóm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bia rượu chính là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông ở Việt Nam. Trong khi đó, xu hướng tiêu thụ và lạm dụng bia rượu đang không ngừng tăng cao. Việt Nam đứng đầu các nước ASEAN về uống bia rượu, đứng thứ 3 ở châu Á và là một trong 25 quốc gia đứng đầu trong danh sách có mức tiêu thụ bia gia tăng nhiều nhất, 10 đến 15% một năm. Riêng năm 2015, người Việt Nam uống hết 3,4 tỷ lít bia và 700 triệu lít rượu. Mỗi người đàn ông Việt Nam trung bình uống 27,4 lít bia rượu một năm, cao gấp 4 lần mức trung bình của thế giới. Đây là nguồn gốc của nhiều hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tay lái, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Trong những tai nạn giao thông, đáng thương nhất có lẽ là những người đang yên đang lành bị những kẻ say rượu tông xe phải. Trong số họ có cả những em nhỏ và người già. Nhiều người ta nói là thằng đó là uống rượu, đi ra thì nó có chạy một chiều luôn, chạy dưới, ai gọi là chạy đặt tên nó tu luôn. Nó chạy nhanh. Ở ngoài đường cái quốc lộ chạy vô nhanh lắm, có uống rượu. Tất cả những người mà tham gia giao thông có sử dụng cái đồ uống có cồn, cái nghiện đấy, thì là họ đặt họ trong tình trạng mất kiểm soát. Thế rồi nếu ở tình trạng nhẹ thì là ứng xử, rồi những cái vi phạm về nội quy, quy chế, luật lệ đường bộ đe dọa đến cái an toàn giao thông nói chung, đe dọa đến cái an toàn cho cả các lực lượng chức năng, nhân viên công vụ, rồi an toàn cho mất an toàn cho những cái người tham gia giao thông khác. Theo tôi thì cái vấn đề đó là chính sách của chúng ta phải có áp dụng cái chế tài nào đó để cho phù hợp và làm công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ cái vấn đề này để tránh được cái tai nạn giao thông có thể xảy ra. Tôi thấy rất là bức xúc với tình trạng những người đã sử dụng rượu bia, đã say rồi mà vẫn còn điều khiển các phương tiện giao thông đi ra đường, là rất là nguy hiểm cho chính bản thân người ta và gây bức xúc và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông cùng trên đường. Tôi đề nghị chúng ta phải xử phạt thật là sát sao và chặt chẽ như thế này để ngăn ngừa những tai nạn giao thông có thể xảy ra. Các nhà khoa học khẳng định ảnh hưởng của rượu bia đối với lái xe. Thứ nhất, làm suy yếu khả năng của não bộ. Thứ hai, giảm khả năng phán đoán. Thứ ba, tạo sự tự tin giả. Thứ tư, làm đảo lộn tầm nhìn, đặc biệt là vào ban đêm. Thứ năm, gây buồn ngủ. Vì thế, không chờ tới lúc say, mà khi có nồng độ cồn quá mức quy định đã làm ảnh hưởng tới khả năng lái xe và xử lý tình huống trên đường. Thế nhưng ở Việt Nam có tới 60 đến 90% số người khi được hỏi đều cho rằng tự họ điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Rất nhiều người không nhớ nổi mình đi về nhà bằng cách nào và nhiều trường hợp nhập viện mà vẫn còn say không biết gì, chống đối đến nỗi bác sĩ buộc phải trói lại để điều trị, chứ đừng nói là biết mình đã gây tai nạn cho ai.
Sau khi nhậu say buổi trưa nay thì bây giờ bệnh nhân cũng không nhớ là mình bị gì. Những cái bệnh nhân có nồng độ rượu bia cao thường rất không hợp tác với bác sĩ để được thăm khám, tìm đầy đủ các vết thương, và thông thường người ta sẽ có sự gây rối nhất định, người ta không có tự chủ được hành vi, không chấp nhận cho bác sĩ thăm khám, và bác sĩ rất khó trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Đã có trường hợp người cha say rượu đã đâm xe vào vỉa ba ga và khi tỉnh ra mới biết đã làm chính hai con nhỏ của mình, một chấn thương sọ não, một gãy chân. Đã uống rượu bia không lái xe là thông điệp được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các tỉnh thành phổ biến mọi lúc mọi nơi. Phòng chống rượu bia đối với lái xe là một nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nội dung quan trọng trong nhiều công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong mỗi dịp lễ Tết. Để quyết tâm giảm bằng được tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã ban hành một kế hoạch 5 năm về tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020 với những biện pháp quyết liệt và đồng bộ. Có thể thấy đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một cái kế hoạch dài hạn 5 năm về cái nội dung này. Cái nỗ lực nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, hay nói cách khác nhằm phòng chống và xử lý những hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, sẽ phải là một kế hoạch, một cái nỗ lực lâu dài, và chúng ta cần phải gắn với một cái chu kỳ mà chúng ta hay gọi là một cái nhiệm kỳ của cái hệ thống chính quyền, là cái giai đoạn 2016-2020. Chúng ta thực hiện đồng bộ liên tục ở nhiều cấp. Đấy, trong cái kế hoạch này thì cũng giao cho các bộ ngành và Ban An toàn Giao thông các địa phương, các cấp từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện, phải xây dựng kế hoạch riêng của mình phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ để tổ chức triển khai. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái kế hoạch này sẽ góp phần quan trọng trong cái việc kéo giảm tai nạn giao thông, thực hiện cái mục tiêu mà đầy tham vọng mà đồng chí Phó Thủ tướng Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia đã đặt ra, là đến năm 2020 chúng ta đưa cái số nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông xuống cái con số xung quanh 5.000 người. Một trong những điểm mấu chốt để hạn chế tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông được cho là việc tăng cường kiểm tra kiểm soát và hoàn thiện quy định pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mới đây nhất, dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 171 đề xuất tăng từ 7 đến 8 triệu đồng lên 8 đến 12 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức 2. Đặc biệt, người có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức 3, sẽ bị phạt tiền từ 14 đến 16 triệu đồng, thay vì mức 10 đến 15 triệu đồng như trước. Các hành vi ở mức 2 và mức 3 còn bị tước giấy phép lái xe 3 tháng thay vì 2 tháng như hiện nay. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, mức phạt cũng tăng gấp đôi hiện nay. Vi phạm ở mức 2 sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng và mức 3 là 5 đến 7 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 3 tháng. Theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự có quy định tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Người phạm tội trong tình trạng sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ vượt quá mức quy định thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Có hai cách để giảm tình trạng uống rượu bia, lái xe. Thứ nhất, phải bắt buộc mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không được lái xe sau khi uống rượu bia. Trên thế giới, những quốc gia như Australia, New Zealand, Nhật Bản, cũng như các nước châu Âu đều có những quy định nghiêm về điều này. Và thứ hai,
cần phải đưa ra số tiền phạt và khung hình phạt cao đối với những người uống rượu bia lái xe. Một số quốc gia, người vi phạm phải nộp phạt đến 5.000 đô la Mỹ. Mức phạt cao sẽ là cách để bảo vệ mạng sống của chúng ta trên đường. Phương pháp kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế cũng đã bắt đầu được thí điểm áp dụng thành công và hiện đang được tập huấn cho các tỉnh thành trong cả nước. Phương pháp kiểm tra này nhanh, chính xác và lái xe không phải xuống xe để kiểm tra trước, nên việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ đạt hiệu quả hơn trước nhiều lần. Có những cái tổ chức tại những cái địa điểm mà người dân không thể dễ đoán trước được. Để tự làm thế nào để những người tham gia giao thông mà có sử dụng nồng độ cồn phải hiểu là nếu họ đã sử dụng rượu bia mà tham gia giao thông thì họ có thể sẽ bị cảnh sát kiểm tra ở mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục. Bởi vì chỉ có giờ phổ biến giáo dục để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông về việc chấp hành cái luật giao thông nói chung. Trong đó thì có cái chấp hành cái quy tắc về khi tham gia giao thông không được uống rượu bia. Vấn đề thứ hai là chúng tôi bố tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm cái vi phạm này. Thì hiện nay là chúng tôi đang áp dụng một cái mô hình cái tuần tra kiểm soát xử lý rượu bia theo kinh nghiệm quốc tế. Vấn đề thứ ba là chúng tôi phối hợp với cơ quan điều tra. Tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra có dấu hiệu là vi phạm uống rượu bia quá nồng độ quy định thì chúng tôi đề nghị là phải xem xét xử lý hình sự theo điều 202 của Bộ luật hình sự. Để như vậy là vừa là tuyên truyền, vừa là tổ chức vận động để mọi người có ý thức, nâng cao ý thức tham gia giao thông, nhưng đồng thời phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mà các vụ việc xảy ra có liên quan thì phải điều tra, truy tố xét xử để giáo dục răn đe chung. Đây là những hình ảnh mà các camera hành trình ghi lại trên đường, những người say phóng xe và kết cục của nó. Còn đây là hành khách trên xe khách ghi lại cảnh những phụ xe và lái xe cùng say. Tính mạng của những hành khách và người đi đường đúng là đang bị đe dọa bởi những con ma men sau tay lái như thế này. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, khi đã uống rượu bia, mọi người nên đi xe buýt, đi xe taxi hay đi xe ôm về. Hoặc là nhờ người không uống rượu bia trở về. Hoặc chọn một người bạn không uống để đưa tất cả về. Hoặc ngủ lại nhà bạn. Đã đến lúc cùng các giải pháp quyết liệt hơn của pháp luật và các cơ quan chức năng, thì cả cộng đồng cũng cần phải lên tiếng, giám sát và có thái độ rõ ràng với tệ nạn bia rượu. Để những khẩu hiệu trên khắp nẻo đường, đã uống rượu bia, không lái xe, phải thực sự trở thành một phương châm khi tham gia giao thông của người Việt Nam. Tính mạng con người là trên hết. Đã uống rượu bia, không lái xe.